Làm sao mà chú ra chuồng heo sống thấy khổ như vậy? Bị con cái cũng thấy mình nghèo đó, mắc củi mình thì mình cũng tổn thân. Mong ước là Mạnh Thường Quân lì thi cho một vài trăm ngàn được rồi, nó có em mừng, chú mừng lắm. Dạ em Nghĩa xin chào cô chú anh chị, hiện tại em đang có mặt ở Trà Vinh. Em xuống thăm hoàn cảnh của một ông chú có 6 người con, vợ bỏ và 6 người con của ông cũng không có ai lo lắng cho ông hết á. Và hiện tại ông đang sống trong một cái chuồng heo, cuộc sống của ông rất là khó khăn luôn cô chú anh chị. Để biết rõ về cuộc sống của ông như thế nào thì bây giờ em xin mời cô chú anh chị vào bên trong cũng như là lắng nghe lại cái cuộc trò chuyện của ông. Khi mà tới nơi thì thấy ông đang nằm ở một cái chuồng heo rất là đáng thương luôn. Chú anh chị em xem cho em xin một like, một chia sẻ, một bình luận để lan tỏa yêu thương, để được nhiều Mạnh Thường Quân giúp đỡ . Em xin mời cô chú anh chị vào bên trong . Dạ thì chú đang nằm ở đằng trước nè cô chú anh chị. Dạ con chào chú. Dạ con là tên Nghĩa chú. Dạ con xin phép gắn này nha. Dạ con đi quay phim đó để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn á chú. Thì con cũng được một người anh có chia sẻ về hoàn cảnh của chú á, thì biết chú đang sống trong một cái chuồng heo hả chú. Dạ sao mà chú sống chuồng heo thấy tội nghiệp quá vậy? Chú bị con cái cũng thấy mình nghèo đó, mắc củi mình cũng tổn thân. Thì xin ở nhờ các bà ba nha. Chủ nhà em thấy công việc để cho ở. Vợ thì bỏ, con cũng bỏ hết luôn. Dạ. Chú là được mấy người con? Dạ, 6 người con. 6 người con. 6 người mà không ai lo chú luôn hả? Bị nghèo quá rồi mình thấy tự nhiên chú nghĩ ra, tại mình nghèo ráng chịu. Nghĩ là do chú nghèo rồi con cái không thương hả? Thì có lẽ vậy. Dạ. Nhưng mà con nghĩ là chú nghèo thì chú nghèo, nhưng mà cái công của chú là chú là người cha, nhưng mà con cũng phải thương cha chứ. Vì nó lợt lạc tôi từ lâu rồi. Dạ. Tôi cũng biết cái số phận tôi vậy, đặc chịu vậy thôi. Dạ. Mà chú nhờ người dân là sống nhiều dân nhiều. Thôi giờ già quá rồi bị bệnh tai biến nữa. Dạ. Tai biến nhẹ đó. Dạ. Chú còn đi. Dạ con mời chú đi vô đó ha, để con chia sẻ cho ông bà cô chú biết là cái cuộc sống của chú. Đây là cái chuồng heo chú ha. Dạ. Chuồng heo cũ nè. Dạ. Hết ai nuôi được thì dạ người ta cho chú ở, chứ người ta còn nuôi chưa chắc thì cho chú ở đây không. Dạ. Chú sống đây là rồi chú nấu ăn ở đây luôn hả? Nấu rồi nhờ người ta, mà cái người đó giờ cái bệnh, cái người thứ ba nó bệnh rồi đi vô kè rồi. Dạ. Rồi cơm kể lấy lắc qua ngày rồi. Dạ. Cô bác là thương đó. Đây là cái chuồng heo nè cô chú anh chị. Thì chú ở ráng dọn dẹp lại đỡ đi, chứ không mình không ở thì chắc có lẽ người ta cũng bỏ. Dạ. Rồi tối chú ngủ đó đây hả? Dạ ngủ đây nè. Dạ. Trời ơi, đây là chỗ mà cuộc sống của chú nè cô chú anh chị. Chú hiện tại đang sống trong một cái chuồng heo của con cô bác, biết được là cuộc sống chú khó khăn rồi bà con cô bác cho chú ở chuồng heo ha. Dạ. Rồi tối chú ngủ ở đây có muỗi cắn lắm không? Thỉnh thoảng thì có mà thôi, chú cũng kể như quen dần đi. Quen dần được. Chứ giờ hắn cũng phải chịu thôi, chứ mình đâu có nói trách ai được, nó cho ở là mừng nhất. Dạ. Dạ. Chỗ này rồi trời mưa gió dữ không chú? Dạ, mưa thì phải ướt rồi đó. Dạ. Chú không chấp nhận, đâu có nói, đâu có trách. Dạ. Ai được. Vậy là mừng á. Dạ.
thật sự thì con thấy cuộc sống của chú hiện tại trước mắt con nhìn thấy được đó là chú là 70 tuổi mà sống trong một cái chuồng heo như thế này. Ai mà nhìn vô cũng thấy rất là thương chú luôn á. Khổ mà con chưa từng gặp luôn á. Nhưng mà đặc biệt một điều là chú là có vợ con, có 6 người con mà cũng không ai lo lắng cho chú hết á. Cái đó là chắc lẽ mình tại mình cái duyên số mình sao thôi, đành chịu. Mình không quán trách ai hết. Bởi vì chú ở đó, xứ cái sở chú ở đây, quê xứ ở Bình Thuận á, một thiết không á. Còn mấy người em mấy người gia đình cũng tương đối là sống được. Nhưng mà con biết là chú cũng buồn đúng không? Mình có vợ con mà có người 6 người con mà không ai lo. Cái tâm trạng mình ai cũng buồn. Mà chú cố vượt lên. Cũng nghĩ là buồn cũng vậy thôi. Thỉnh thoảng cô bác là thấy công nghiệp cho gạo thóc rồi chú gửi nấu rồi có gì ăn lấy. Chứ thương tình mới cho bút nè. Chú nó để chiều á. Chú với vợ chú cũng có mâu thuẫn lâu rồi. Chú thấy biết đây có quan trọng. Đi bên vợ chú thì hồi trước thì hơi đỡ. Thím á thì sau này cũng tiếng có tiếng ở thành phố, đứa ở thành phố ở Đồng Nai. Có đứa ở Đồng Nai thì chú ở gần năm ở đó mà thấy cái cảnh đường dâu rồi nó hơi lạc lạc mình á. Thấy tự thấy mình biết rồi. Chú thấy là trong nhà từ vợ tới con tới dâu không ai thương hết hả? Không. Thương không thương mà làm gì đó nhạc muốn chạy chạy trách nhiệm á. Đưa về đứa con này đứa con kia ở rồi lật lật biết là thôi chú nói thôi tự nguyện đi về với chùa ở đi. Về chùa nghe cái chùa cao đài này nó là nó không có hợp với chú được cho nó chú tự xin gì đây. Con nãy giờ con quay thì con cũng không biết là chú tên gì ha. Tên Cương. Miễn Đình Cương. Miễn Đình tên. 70 tuổi. 70 tuổi. Chú sống chỗ này lâu chưa? Chú ở đây gần tròn năm rồi. Chú ở chuồng heo gần tròn năm rồi. Tối thì ngủ ở trên miếng ván vậy ha. Vậy thôi à. Rồi cơm nước rồi chú có nấu ăn không? Chú nấu không được, tay chú y tế thì mình nhờ cái người ta bà con cái bác nấu giùm, nấu đồ chú tự ăn à. Có gì ăn lấy. Cũng như là bà con cô bác mà ai có gì cho chú ăn đó ha. Nhưng mà bây giờ là chú ăn chay hay chú ăn mặn? Thường thường thì chú ăn chay tới nguyên tháng này, không phải. Mà giờ chú ăn chay 11, rằm 11, ý dùm 11, rằm với Còn mấy cái lưu đựng gì chú? Nước. Cái lưu là chú đựng nước hả? Đựng nước. Nước để làm gì chú? Để rửa mặt cái rồi tay rồi nè. Vậy hả? Cái lưu này cũng vậy luôn hả? Dạ, cũng vậy. Vậy thôi. Nước này là chú lấy từ đâu có? Thì đó, xin người ta làm sao có, rồi sao thì xin nước được mà đưa chú ứng nước mưa nè. Nhờ cái này mày này rồi mới chú mưa. Rồi cái bình này là của chú uống á. Bình nó uống. Còn thấy chú 70 tuổi mà sống có bình á, tội nghiệp ghê luôn á. Tối ngủ đây buồn dữ không chú? Chắc lại riết cũng quen. Quen hả? Chứ bây giờ buồn cũng phải vậy thôi. Rồi thôi chú đành chịu số phận như vậy thôi. Cô bác nào mà thương được thì chú mừng. Nhờ chứ không thương thôi chứ chú bị chú hên là được cái làm nghề này ở lâu rồi. Vòng vòng đây là người biết. Mấy người biết chú thì lớn tuổi chứ. Lúc mà chú còn sức là chú làm nghề gì? Thợ hồ. Thợ hồ. Nghề thợ hồ ngày xưa đó là chú cũng tương đối á. Chú với vợ chú là chia tay tới giờ lâu chưa? Lâu rồi. Lục đục là chia tay hoài. Ráp là ở rồi khi cũng thấy mặc cảm biết rồi mà nay nó chia tay đi. Rồi 6 người con không ai quan tâm chú luôn không? Cái đó mình nói qua tội nghiệp cho mấy đứa cháu. Con mà thì có lẽ tại mình nghèo rồi mình không có lo được nó. Nó hơi buồn tình rồi tự lao động đi làm nó sống. Mà giờ cũng vất vả. Thế biết chắc chú cũng không có dám trách hờn gì hết á, vì hồi trước thì chú cũng không có lo lắng được nhiều đúng không? Đúng rồi. Rồi bây giờ thì chú lớn tuổi mà con thì không ai lo thì chú cũng hơi buồn, chú không có trách.
Chú cũng mong ước là sẽ có một người con nào đó chăm sóc chú trong lúc này đúng không? Chú cũng mong ước chuyện đó lắm. Dạ. Lúc đó trong 6 người con của chú, cái người con nào mà chú thương nhất? Chú có một đứa con gái, một à, 5 thằng con trai. Dạ. Vậy là chú thương đứa con gái nhất hả? Mà bây giờ cuối cùng nó cũng phải chia tay chú để bỏ chú đi vậy. Chú đành chịu. Nó lẽ là tại mình. Yeah. Mình lo nó không tròn thì thôi. Đành chịu thôi, biết sao vậy. Từ hồi nãy giờ thì con cũng nghe được chú chia sẻ, thì con cũng biết được cái trong lòng chú cũng một phần nào chú cũng chỉ buồn thôi chứ cũng không có trách hờn gì con hết. Dạ. Chú chỉ buồn về cái số phận của mình thôi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Chứ giờ ấy con mình nó nhà giàu có tiền bạc rồi giàu rồi ha, nó bỏ mình tất, mà giờ nó cũng nghèo, có đứa còn nghèo hơn chú nữa rồi. Dạ, hả? Bởi vậy thành nó không có trách được. Dạ. Ở thành phố ở nhà thuê mà đủ lên đủ xuống. Sáu người con nghèo mà thương chú thì mỗi người giúp một ít thì cuộc sống của chú thì con nghĩ cũng không có đến nỗi như thế này. Thì chú cũng gian nan lắm, làm nghề tơ hồ này giờ những người cháu cũng biết nghề này là vất vả lắm. Yeah. Làm có tiền ngày nào mà tính này nấy, đâu có giàu có được. Mà chú ở đầu này đầu nọ làm mướn là lúc đó thì thoải mái lắm. Yeah. Chú bị còn sức á. Yeah. Làm còn bây giờ chú tàn phế rồi mà thôi hết, mà cái người này cũng không có dòng họ bà con, nghĩ tình chú có làm nhà ở đây nữa nè, dập có. Yeah. Nhà xưa đó. Yeah. Để nghĩ tình bà ấy thấy tội nghiệp rồi cho chú ạ. Dạ. Từ hồi lúc mà chú đi làm hồ tới giờ là chú làm ở khu vực này rồi. À. Đến lúc mà chú lớn tuổi thì chỗ mà chú đang ở là cái nhà trước đó chú từng làm, thì dạ, cái người chủ nhà đó biết cuộc sống của chú. Dạ. Biết được tuổi tác chú vậy rồi thấy là bây giờ chú cũng không có chỗ ở, thì chắc có lẽ trước thời gian đó là chú cũng đi lang bang nhiều lắm hả? Thì cũng đi đầy đêm ở đó làm nghề thợ hồ mà làm sao mà khỏi. Dạ. Đi mà đi thợ hồ đi đâu ta nuôi cơm mà, chứ không phải gì bây giờ. Dạ. Nuôi cơm cũng ở là nhiều khi nửa tháng hay tháng không chuyện nhiều hết gì. Dạ. Chú lúc trước là ở mà mi mà này nè. Dạ. Cũng ở đậu cái bà chủ nhà đó. Dạ. Bà ba sang bán đi rồi, rồi chú cũng nghĩ là chắc có lẽ mình đi về ở Đồng Nai là mình ở với con không được. Dạ. Mình thấy dâu con mà nó hở lợt lạc mình đó, chú có dọn cái này về cái này bà này má thấy vậy đó, thấy cho chú ở đậu. Dạ. Thì về xứ này chú quen nhiều người lớn tuổi nha. Yeah. Nhỏ không biết, chứ cỡ 60 hay 50 thì biết. Yeah. Quen chú nhiều. Chú ở đây thì cái mùng này là ở đâu chú có? Mùng á, chú mua mùng hay là... Mùng có người ta cho. Cho luôn hả chú? Mấy cái này đồ người ta cho không mà. Vậy là trong nhà mình là đồ, toàn đồ cho hết được hả? Được đó, không có. Yeah. Chú không có gì đó. Yeah. Rồi cái này cũng cho luôn hả chú? Rồi ở cái này cũng có. Yeah. Người ta cho. Để đi, chú để chén bát của chú ha. Dạ. Yeah. Yeah. Vậy là trước đó là lúc mà chú còn khỏe thì chú cũng còn nấu được ha? Không, không khỏe. Chú bệnh nay là năm 1917 rồi mà. Dạ. Bệnh, ta biết á. Dạ. Dạ. À, cái đồ này thì lâu lâu chú ăn rồi chú dùng, chú nêm nếm thêm ha? Dạ. Dạ. Trời ơi, không ngờ cái chỗ ở của chú nhìn thấy tội thiệt luôn á. Từ hồi trước giờ con đi quay thì con chưa thấy ai mà ngủ chuồng heo luôn á. Có một mình chú luôn á. Mà trong thì giờ cái... vậy người ta mới cho ở chứ làm sao được chỗ này được. Làm. Dạ. Chú mừng á, mừng lỡ vui ha, gần lợn chút. Dạ. Chứ nghĩ lỡ cho chú ở trong hốc kẹt này chú mới chịu. Dạ. Đâu chú tắm rửa ở đâu? Thì tắm ở ra sao? Tắm ngoài đây hả? Ở đâu á, đi ra sao, có chỗ, có nhà tắm, ý có chỗ sân nước rồi tắm. Dạ. Nhà mà chủ này cũng được, mày bệnh mới đi bệnh viện 5 tháng ngày nay nè. Dạ. Có người con thì mình tắm rửa cho, mình cũng ráng tắm được chứ không sao. Dạ. Tắm rửa thì thôi, có cái chú mà nấu cơm mình ăn. Dạ. Cái lu là lu gì chú? Lu cũng lu nước không à, để rửa rồi chút đỉnh này đó. Dạ. À. Con thấy là trong nhà chú hình như là chú cũng được có mấy bộ đồ ha? Dạ thì có mấy đó. Dạ hả? Đó, nhà cửa. Đây nè, cô chú anh chị. Quần áo bao nhiêu đó đó. Dạ. Có như đây hả? Vậy đó, rồi thôi. Dạ.
Trời ơi, tối nằm sao chú nằm con coi ơi. Trời ơi. Trời ơi. Đây nè, vậy thôi chứ coi bị nhìn tội ghê luôn, cô chú anh chị nhìn rất là thương chú luôn á. Tối ngủ coi ron mình vậy á hả? Đâu có chiếu rồi phơi nắng á. Dạ. Ấy vậy đó, có gì chú này nè. Dạ. Được. Tối nằm xuống ngủ vậy đó. Trời ơi. Đó. Vậy đó hả? Ừ. Tối là nằm gì đó. Ừ. Rồi sổ mùng xuống ngủ thôi à. Dạ. Trời dạ. Ơi. Ơi. Lạnh quá thì mình đắp lên. Dạ. Đắp thì mấy cái này là toàn cho chú hết ha, mùng mền gói rồi cho chú hết ha. Rồi, cho. Dạ. Dạ, mùng là có cái để. Dạ. Mà chú còn tiếc để dành đắp cái mình gấp nè, lấy đắp. Con thấy chỗ này tối chắc mũi lắm á, tại vì con thấy bùn đất nhiều này. Phải có mũi. Dạ. Thì. Dạ. Khỏi nói vậy. Dạ. Chú ngồi dậy đi chú. Rồi, con thấy là cái cuộc sống của chú bi đát ghê luôn á. Giờ cũng lỡ hết rồi, biết sao giờ hả chú? Dạ. Nhưng mà con nghĩ là tới tuổi này thì chắc chú cũng có một cái tâm nguyện gì đó hả? Thì cái tâm nguyện là chú cũng đốt nhang thường gian giấy sao mà phải á. Đi thì đi chứ gọn, cho rồi. Tại số phận của mình vậy. Còn sống được thì quán phấn đấu lên, mình vui vẻ lên, mình gác sống. Chứ yeah. Đừng có nghĩ chú bây giờ không có nghĩ gì nữa. Thì không có nghĩ là ao ước rồi này kia con cái hay là trúng số này kia, không làm không nghĩ gì. Yeah. Ai cho được 100 hay 100 ngàn hay 50 ngàn hay 10 ngàn là chú mừng chú lấy thôi. Dạ. Yeah. Con như đó. Chú không rồi cô chú anh chị. Chú thì cũng lớn tuổi rồi. Cuộc sống của chú thì chú cũng nhìn nhận được rồi, nên là chú cũng không có trách hời ai. Nhưng mà với tuổi này thì những đêm mà buồn hoặc là những lúc nào một mình, thật sự thì tuổi này ai cũng buồn hết. Nên là ai cũng có một cái tâm nguyện. Thì sẵn hôm nay con tới đây nè, con với chú cũng có duyên gặp nhau á. Không biết là cái tâm nguyện của chú mà những lúc buồn đó chú thường có tâm nguyện gì, chú thể là nói cho con biết được không? Bây giờ cái tâm nguyện của chú chỉ thì theo chú thì miễn cho bình an rồi khỏe thôi, mình bệnh khỏe thôi. Yeah. Nếu có phải thì mình đi theo ăn với bà sớm cho mình đỡ khổ, chứ chú biết là chú ngày sống càng lâu quá thì vô tình chú khổ càng nhiều. Yeah. Tinh thần chú thoải mái lắm, bởi vì yeah. chú nói nếu mình buồn nữa vô tình mình thêm bệnh. Yeah. Thì chú ít buồn cho số phận của chú là mấy yeah. con cũng ly tán, là mỗi đứa làm nơi chứ nó không phải gom ở chung được. Yeah. Ở nhà trọ mà ở thành phố mà yeah. Đứa ở nồng nai nữa. Yeah. Thì mình thấy thôi, mình cứ nghĩ là số phận mình vậy, đành chịu vậy. Yeah. Mình thấy ao ước là được cho người đó thương tình mà cho mình ở nhà, người đó bệnh hoài nó khổ hoài. Yeah. Bà ba. Vậy là chú có mong muốn là gặp được một người con nào trong 6 người con đó không, hay là muốn gặp hết 6 người luôn không? Cũng mà thôi đi, tôi thấy gặp nhau càng khổ thấy nhiều thôi, khỏi chú không ao ước gì gặp con nào. Nhưng mà bây giờ thì chú cũng lớn tuổi rồi, đến lúc mà chú 100 tuổi thì chú cũng cần chứ. Chú cũng muốn lắm nhưng mà chắc là không có được, không biết Thượng Đế có nghĩ là để cao ước chú được tội nguyện không. Yeah. Nhưng mà thấy nó cả năm nay rồi, thấy nó không, nó liên lạc thì chú hết rồi tao biết rồi. Yeah. Là điện thoại rồi nghĩ không nên thèm xài đúng, chú xài điện thoại được. Yeah. Mà điều thấy buồn quá không thôi xài điện thoại luôn. Yeah. Tối ngủ thì buồn buồn thường làm gì để hết buồn? Chưa, đây nè. Cái này hả? Ừ, có cái đấy quý nhất đó. Cái radio hả? Dạ. Đó, chứ... Tối là mở nghe cái gì? Nghe sướng, thỉnh thoảng. À. Hết pin thì cũng nhờ cô ác rồi xa xa để thấy hết pin thì cũng ta không cho tiền bố quý. Dạ. Chú ngủ chỗ này mưa có tạt lắm không chú?
mưa cũng phải bị tạt à. Vậy là tạt cái đấy thì tạt chứ. Dạ. Con thấy là trên đây vách không nè, rồi ở đây thì nếu mà mưa nhỏ không sao, mà bữa nào mà có gió lùa thì con nghĩ chắc vào bên trong luôn á. Dạ, lỡ tạt ha, mình cũng đành chịu chứ biết làm sao đâu. Dạ. Trách móc ai được. Dạ. À, giống như chú nói là trong lúc này mà chú có chỗ ở gì chú cũng mừng ha, cũng quý rồi. Là quý. Dạ. Thấy chú có chảo nữa nè. Thì đó em cũng gắng dình dụm mua cái chảo, lỡ có chiên hụt gà hụt vịt gì đó, chó đó rồi chú mua. Dạ. Chiên ăn. Nãy giờ thì nghe chú tâm sự chú có vợ con mà vợ con bỏ chú luôn, không ai quan tâm gì hết á, nhưng mà chú không bao giờ trách hờn vợ con gì hết á. Nhưng mà chú cũng không có mong muốn được gặp con nữa, vì chú sợ gặp nhau chỉ thêm buồn hả? Đúng vậy. So với tuổi chú thì nhiều người sống trong hạnh phúc rồi, nếu mà có con cái đông vậy á thì con cái sẽ lo lắng rất là nhiều luôn á chú. Đúng rồi. Nhưng mà chú thì trong cuộc sống thì chú không may mắn rồi. Nên là chú phải sống những cái cảnh bi đát như thế này luôn. Chú thì từ nãy giờ chú có chia sẻ, đối với chú là cuộc sống hiện tại của chú gì là chú rất là mừng, rất là quý rồi, cũng không có dám đòi hỏi gì nữa hết á. Ngày mà chú mà vô đây ở chắc chú không mừng khóc luôn hả? Cho ở được chú mừng. Cái ngày đó mà không cho chú ở thì chú không biết chú ở đâu nữa. Con rất là thương chú luôn á. Con cũng mong là quay được cái clip này á, các con của chú có thấy á, thì nếu mà có về thăm chú thì con dẫn xuống thăm được không? Dạ được, muốn về thăm thì nó về đây. Dạ. Chứ vì chú không mau hết được thì chú. Dạ. Bây giờ cái buồn đó chú không buồn. Dạ. Nó ngay cũng cái người ở đây rồi thấy vậy đó, được thỉnh thoảng được cho gạo thóc ăn. Dạ. Mấy nhà không tắm á. Dạ. Chú ơi, trời mưa rồi, chú có đồ chú lấy dầu vô chú để ướt á. Hôm nay tới thì chú nãy giờ chú chia sẻ thì trời cũng bắt đầu mưa rồi cô chú anh chị. Cuộc sống của chú rất là bi đát luôn á. Rồi đó. Chú bị tai biến cái chân của chú đi như thế này nè. Trưa trưa là chiều chiều chú buồn hay nằm giỏng này đó hả? Giỏng đây. Dạ. Rồi ơi. Chú đi từ từ thôi. Năm nay chú 70 tuổi mà sống một cái cuộc sống rất là đáng thương luôn. Thì em Nghĩa cũng mong là quay clip này được cô chú anh chị giúp đỡ cho chú một phần nào để chú có tiền trang trải cuộc sống. Mấy ngày nay thì cái cuộc sống của chú thì sống bằng tình thương của bà con. Ai mà cho gì chú ăn đó. Khi nào chú nhịn đói chưa? Không, ở nhờ gần ở đây là lâu lâu ai biết cũng qua cho chú ha. Rồi cũng cho. Dạ. Còn thì... thỉnh thoảng cũng cho gạo chú. Dạ. Con nhìn chú rất là hiền luôn á. Chú bị tai biến nên là chân cẳng chú đi lại cũng khó khăn lắm cô chú chị. Nên là giờ chú cũng không làm gì ra tiền hết á. Chú thì ngày xưa thì chú làm hồ, mà giờ thì sức khỏe cũng không còn nữa, thì tuổi người tác cũng lớn rồi, thì lúc về già thì cuộc sống của chú thì không ngờ là chú phải sống một cuộc sống trong cái chuồng heo như thế này, rất là bi đát luôn á. Ngày đầu tiên chú về là chú ngủ làm sao chú? Ngày đầu tiên á? Thì nhờ người ta, mượn người ta lối xóm nè. Dạ. Bộ dáng này kê đỡ lên ngủ. Dạ. Vậy thôi. Ngày đầu tiên là chú về là bà con lối xóm có miếng dáng này cho chú. Ờ chứ. Dạ. Lúc đó ngủ chỉ có một tấm dáng thôi à? Thì đó tấm dáng. Rồi chiếu rồi
từ từ mới có hả? Ở từ 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 là người đem cho miếng ha. Dạ. Nghiệp cho chó. Chú đó chú được mấy bộ đồ đó nhiêu đó. Dạ. Cũng có người ta cho có chứ không mấy chú không mua cái gì chứ. Dạ. Thấy vậy tội cho. Vậy là đồ chú là được đây. Với đây là hết đúng không? Nhiêu đó. À. Trời ơi. Trời cũng sắp mưa tới cô chú chị mà giờ em thấy gió lồng lộng luôn á. Ở đây chú lớn tuổi cũng dễ bị lạnh lắm á. Rồi lỡ mưa quá thì trốn đâu chú? Cũng ở đây chịu chứ, trốn gì ở đây đỡ nó không có dột. Con thấy ở trên đây chú cũng có trải một tấm bao lỡ mà bị mưa chịu lại ha. Trời ơi. Chỗ này trời mưa lớn quá sình dữ không chú? Đây miếng đan thì nó đỡ. Dạ. Rồi chỗ mà dép chú để á sình dữ không? Sình á, sình á. Dạ. Ở đây mưa nước ngập mà. Dạ. Con mà thấy là trời mưa chú đi lại khó khăn lắm á. Dạ. Trời mưa không đến dám đi. Vậy là trời mưa là chú ở trong nhà khi nào mà đất khô chú mới ra ngoài đây đúng không? Chứ ở ngoài đây mà đi dễ bị trượt lắm á chú. Dạ. Nay mà con xuống thăm chú trong người còn tiền không? Chú hả? Dạ. Chú thì còn có ngoài 200 ngàn à, chứ nó không có không được có cũng là cho. Dạ, tương à. Vậy là còn 100-200 hả? Dạ. Rồi nhiêu đó xài được bao nhiêu ngày nữa? Thì có mưa gói xài cũng 50 ngày à. 50 ngày luôn hả? Dạ. Thì tính vậy chứ không biết được vậy không? Dạ. Tại vì chú còn mua thuốc rồi uống tùm lum hết. Là đâu, chú lấy thuốc con coi chú. Chú bây giờ là chú uống thuốc gì vậy? Uống thuốc tàu. Thuốc tàu, thuốc trị gì chú? Nhức mỏi. Nhức mỏi ha. Là chú là tối hay nhất xương khớp đó hả? Đúng rồi. Dạ. Lớn tuổi thì ai là cũng nhức hết trơn hả chú? Trăm mấy ngàn mà xài được tới mười mấy ngày hay vậy? Thì chú nói vậy cháu mừng chứ bây giờ biết làm sao mà đủ bây giờ đồ ăn đồ này kia làm sao? Dạ. Người ta nó có chi cho mình được. Dạ. Mất người ta cho gạo thôi mà ăn tự túc mình ăn. Một ngày là chú ăn có mấy buổi chú? Thì có 2 buổi à. Mà sau khi có cái mì mà bán bường mà chú có tiền lẻ đó chú mua ăn. Chú mua mì hả? Mua mì không ăn vậy hả? Bánh mì. Bánh mì á? Bánh mì. Bánh mì không hả? Chứ đồ ăn thịt hả đúng không? Thuốc rồi chú cũng mua nè. Dạ. Trời ở ngoài cũng mới vừa mưa luôn cô chú anh chị. Mưa ở đây thì rất là lạnh luôn á. Mà chú sống chỗ này thì nhìn rất là thương luôn. Riết mà... chú nghĩ là riết thì chắc cũng quen. Nghĩ ơi. Nằm dịu đi. Vậy lúc giờ này đỡ dột chút. Mưa giông quá tạt thì đành chịu rồi chứ đi đâu giờ. Trời mưa quá. Chỗ này mà giông lớn là tạt ướt hết luôn á. Trời ơi, hôm nay giông là bị tạt bình thường không sao. Dạ. Từ hồi nãy giờ thì em cũng có hỏi về cuộc sống của chú á thì thấy là chú rất là đáng thương luôn cô chú chị. Chú có mong muốn điều gì không? Hả? Cái mong muốn cũng có mong muốn chứ mình không biết được hay không chứ. Bây giờ là chú hôm nay con xuống rồi chú có mong muốn điều gì không thì biết đâu Mạnh Thường Quân biết được cái điều mong muốn thì, của chú. Chú mong muốn là Mạnh Thường Minh liền thì với chú 100-200 chú mừng lắm rồi chú nói không được. Chú mong muốn là Mạnh Thường Quân liền thì cho chú 100-200 ngàn thôi hả? Không. Mình vui ao ước vậy thôi chứ mình đâu có biết được. Mình ta cho được 50 rồi chú mừng chứ. Dạ rồi nè cô chú chị ơi nghe chú nói nè. Bây giờ chú nói lại con nghe câu đó đi. Nếu Mạnh Thường Quân mọi lần thì ước 100 ngàn là chú cũng mừng quá mừng nè. Chứ đừng nói chi mà nhiều nữa bởi vì cầm tiền tự nhiên đâu phải mà ai cũng làm dễ kiếm. Thấy vậy cũng khó kiếm lắm. Dạ. Bây giờ cho là lót á lòng hảo tâm của người ta cho. Chú mong muốn là Mạnh Thường Quân lì xì cho chú 100-200 ngàn ha để chú có tiền ăn uống hả? Thì chú ao ước thì thôi chứ mà biết làm sao chứ đủ thứ gì mà lỡ xin mà Mạnh Thường Minh 200 ngàn lỡ Mạnh Thường Minh cho 300 thì chú mừng 300 vậy đó. Nghe rất là thương luôn cô chú anh chị. Chú không có ước ao gì nhiều luôn á. Sao mà chú không ước nhiều xíu nữa? Cũng muốn lắm chứ. Dạ. Mà đâu có được. Bị ước như đó mà không biết có được hay không. Những ước nhiều quá không được đâu. Dạ.
Thương quá à. Từ nãy giờ em mà tới thì em nghe chú chia sẻ rất là thương chú luôn á. Khi mà thương nhất cái câu á là hỏi là khi mà hôm nay con xuống đây á là chú mong ước cái điều gì chú. Chú nói là chú chỉ mong ước là Mạnh Thường Quân giúp cho chú 100-200 ngàn thôi là chú vui rồi. Mà trong khi đó là chú sống trong một cái chuồng heo mà chú không có ước mơ một cái gì quá là lớn luôn á. Rất là thương chú luôn á. Chú cũng không có dám ước mơ gì nhiều á cô chú anh chị. Dạ thì hôm nay con tới đây thì con cũng xin gửi một ít tấm lòng của Mạnh Thường Quân gửi tới chú để giúp cho chú có tiền trang trải cuộc sống nha. Đúng rồi. Dạ. Nãy giờ nghe chú nói rất là thương luôn cô chú anh chị ơi. Dạ này con tặng chú là 1 triệu của sư cô bên hậu từ thiện đi viện Thiền Quả Úc Châu gửi tặng cho chú. Dạ. Dạ đây 1 triệu nữa của cô Hằng ở bên Mỹ gửi tặng cho chú. Dạ. Để giúp chú dạ. Có tiền mà mua đồ ăn thức uống nha. Cảm ơn ơn của Hàm Hằng chứ ai sư cô ạ. Sư cô. Dạ. Ở chùa nào? Dạ sư cô chùa ở bên Úc. Ờ ở bên Úc luôn. Dạ. Dạ cảm ơn. Dạ chú mừng dữ không? Mừng sư lắm. Khóc luôn à. Đâu có ngờ đâu mình cho quá nhiều gì đâu. Dạ. Chú mừng đến khóc luôn cô chú anh chị. Chú giờ không có tiền mà chú cũng nãy giờ chú cũng không có nghĩ rằng số tiền con cho lớn vậy hả? Dạ không nghĩ tới. Dạ. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Thưa sư cô là có triệu với của gì bên Úc cho là 1 triệu nó là 2 triệu. Dạ. Chú ba mừng chú thành lập cảm ơn nhiều lắm bị chú không ngờ bị chú bự như vậy. Dạ. Con số tiền nghĩa là quá lớn chú cái này chú đâu có làm gì được. Dạ. Chú mà cũng giữ gìn sức khỏe cho chú. Dạ đúng rồi. Chú thì nhận được số tiền chú rất là mừng rất là vui luôn cô chú chị. Số tiền này chú định làm gì? Chú cũng mới để dành xài lần tắm rồi không tắm này để chú là xài khoảng nửa tháng á. Nửa tháng ha. Ờ. Dạ. Vậy là cái này là xài được tới 2 tháng luôn ha. Chú dạ. Mang ước gì đây sợ mua thuốc rồi bất tử đó. Dạ. Với mua đạn nữa. Nói dạ. Khi có mình cũng mua đạn rồi thêm cái bây giờ làm sao. Dạ. Rồi cái thằng gạo thì Mạnh Thường Quân cứ cho mình rồi. Dạ. Rồi ăn rồi đó. Đây thì chú cũng có thờ Phật để thắp nhang nữa sáng chị. Thì sáng sớm thì chú đốt nhang rồi. Dạ sáng sớm là chú thắp nhang rồi tối chiều chiều chú thắp nhang lần nữa. Nữa dạ. Nhìn chú rất là thương luôn cô chú anh chị. Bây giờ thì cũng chiều rồi. Con cũng xin phép chú con về nha. Chú giữ gìn sức khỏe nha chú. Dạ. Dạ. Mưa này làm sao hay cũng đi được hả? Dạ có mưa có bão mưa về luôn dạ. Chú. Dạ. Em Nghĩa xin phép là khép lại video từ đây. Em chúc tất cả cô chú anh chị được nhiều sức khỏe, được nhiều thành công trong cuộc sống. Rất mong cô chú anh chị xem cho em xin một like, một bình luận, một chia sẻ, một đăng ký kênh để lan tỏa yêu thương để đến được Mạnh Thường Quân để giúp đỡ cho chú vượt qua khó khăn ạ. Giờ thấy chú sống trong cái chuồng heo rất là thương luôn á cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị có thể thấy á là chú sống trong chuồng heo mà nãy giờ trời mưa như thế này là rất là hiu quạnh luôn á. Rất là tội luôn. Mạnh Thường Quân cho tiền cô giúp đỡ tôi lúc khó khăn nhất. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn cho tình cảm luôn. Cảm ơn Nghĩa luôn. Dạ.